Taeyeon bất ngờ báo tin vui ở tuổi 35, cộng đồng mạng thi nhau gửi lời chúc mừng. Cách đây ít giờ đồng hồ, Taeyeon đã vui mừng đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh thành tích của mình trên ứng dụng TikTok. Nữ ca sĩ hào hứng cho biết, chỉ với 5 ngày, cô đã đạt được 1 triệu người theo dõi, con số không phải nghệ sĩ Việt nào cũng làm được. Ahihi, trong vòng 5 ngày được 1 triệu, giờ 2 triệu, xin đa tạ, Taeyeon phấn khích chia sẻ lên mạng xã hội. Dưới bài đăng, rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến Taeyeon. Ai cũng dành lời khen có cánh về chất lượng video TikTok của nữ ca sĩ. Taeyeon xứng đáng được vậy mà. Chị lúc nào cũng xinh và dễ thương. Chúc chị và Asin mãi mãi hạnh phúc nhé. Thật tuyệt, chúc mừng chị yêu, yêu quá chừng. Chế yêu của em dễ thương muốn chết, ai mà không thích. Người đẹp Hàn Quốc mang hai dòng máu Việt Hàn cùng giọng nói lơ lứ chính là điều mọi người nhớ đến ca sĩ Taeyeon. Tuy tham gia hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam hơi muộn, nhưng phải công nhận mức độ nổi tiếng của Taeyeon không phải tầm thường đâu. Trên trang cá nhân của mình, cô có hơn 980.000 lượt follow. Bên cạnh là một ca sĩ, MC hoạt ngôn, Harry còn được chú ý với cuộc hôn nhân siêu ngọt ngào cùng MC Trấn Thành. Đến hiện tại, Taeyeon là cái tên được rất nhiều chương trình săn đón bởi sự nhí nhảnh cũng như hết mình trong công việc. Mức cát xê của nữ ca sĩ cũng thuộc vào hàng top những sao lớn hiện nay. Vào năm 2015, bà xã Trấn Thành từng tiết lộ với báo chí rằng thù lao của mình đã tăng gấp 10 lần so với mức cát xê giá 50 từ bộ phim đầu tay. Không kể đến những hợp đồng quảng cáo còn lớn hơn, cộng đồng mạng trầm trồ trước khả năng kiếm tiền của Taeyeon không kém cạnh ông xã Trấn Thành là bao.